tại vì bây giờ là mình nuôi vịt đẻ rồi mình thử ấp, rồi mình nếu tí là coi như khi sau khi mà lên khách lên ta lên đó là coi như người ta có thể tham quan gà vịt gì cái nọ, hoặc là coi như người ta thấy con vịt cho sáng cho ăn, thấy vịt nào mập bắt xong rồi là hoàng nó đem vô quăng vô bếp rồi bắt đầu mới đi tham quan vườn tược rồi ao hồ gì đó là coi như ấy. Đây mà làm cái đấy là tuyệt vời luôn á. Còn đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.